Vâng, kính chào quý vị và các bạn. Đến hẹn lại lên chúng ta lại gặp nhau trong chương trình trò chuyện cùng bác sĩ của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa. Thưa quý vị và các bạn, gãy xương là một loại chấn thương phổ biến đứng thứ tư ở trẻ dưới 6 tuổi, và té ngã thì thường là cái nguyên nhân chính dẫn đến là trẻ bị gãy xương. Và với những đặc điểm về cấu trúc xương ở trẻ em thì cái sự phục hồi xương ở trẻ em hoàn toàn khác so với lại ở người lớn. Cho nên cái việc chuẩn đoán cũng như là việc điều trị gãy xương ở trẻ cần phải được thực hiện sớm và đã được thực hiện như thế nào, thì chương trình trò chuyện cùng bác sĩ của Đài Phát thanh Truyền hình Khánh Hòa hôm nay, chúng tôi sẽ dành số này để tư vấn cho quý vị và các bạn về chủ đề là gãy xương ở trẻ. Xin trân trọng giới thiệu đến quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình. Khách mời trong chương trình là thầy thuốc ưu tú Phan Văn Tiếp, nguyên trưởng khoa nhi của Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được cảm ơn thầy thuốc ưu tú Phan Văn Tiếp đã nhận lời tham gia với chúng tôi ạ. Xin kính chào quý vị, xin kính chào anh Minh Thảo. Vâng, thưa thầy thuốc ưu tú Phan Văn Tiếp, để nói về cái gãy xương ở trẻ thì đầu tiên thì cũng xin bác sĩ đánh giá cho chúng tôi biết là cái hiện nay thì cái đánh giá như bác sĩ đánh giá như thế nào về cái chấn thương ở trẻ, về cái gãy xương ở trẻ. Kính thưa quý vị khán giả, gãy xương ở trẻ em thì xảy ra ở tất cả mọi tuổi. Ở trẻ sơ sinh thì cũng có những cái loại gãy xương chấn thương do sinh khó, nhưng mà người ta tổng kết, người ta thấy rằng ở trẻ em thường thường là ở gãy xương nhằm ở cái tuổi từ 5 tuổi cho đến 10 tuổi. Những cái tuổi đó thì trẻ chơi giỡn rất là hết sức mình, chơi giỡn mà mình không có kiểm soát được. Rồi những cái chấn thương khi mà cháu nó bị tai nạn thì cái phản xạ của cháu cũng kém. Cộng lại những cái trò chơi thì tương đối không có phù hợp, hoặc là những cái tai nạn xảy ra từ ở trong nhà hoặc là ở ngoài đường thì người ta tổng kết rằng nó xảy ra nhiều ở tuổi từ 5 tuổi cho đến 10 tuổi. Rồi những cái tuổi lớn thì ở những cái tuổi mà biết đi xe thì thường thường là những cái tai nạn do té ngã. Ở ngoại quốc thì nó có những cái tai nạn trong mùa hè, tức là do thể thao sinh hoạt. Nhưng mà ở Việt Nam chúng ta thì dường như những cái tai nạn xảy ra ở khắp mọi mùa, khắp mọi lứa tuổi. Như vậy để thấy được rằng là với trẻ ở độ tuổi từ 6 đến 10 tuổi là phổ biến nhiều nhất về cái chuyện mà trẻ bị gãy xương do các cái nguyên nhân mà thầy Đỗ Yêu Thú vừa mới đưa ra. Thế thì ngoài ra thì còn các cái nguyên nhân nào nữa khiến cho các cái yếu tố nguy cơ của trẻ dễ bị gãy xương như thế vậy? Tôi thấy cái bây giờ thì trong lúc thăm khám thì tôi thấy nguyên nhân tai nạn là thường xảy ra. Chúng ta phải phân tích xem là về cái mặt cấu trúc xương ở trẻ thì nó đang ở cái giai đoạn hình thành và phát triển thì nó như thế nào mà nó lại dễ có thể bị chấn thương và bị gãy như vậy. Cái xương của ở trẻ con khác cái xương người lớn rất nhiều. Ở trẻ con thì xương ở trẻ con có cái sụn tăng trưởng. Sụn tăng trưởng đó nó giúp cho xương phát triển theo chiều dài. Cái màng xương là bao bọc lấy cái xương thì giúp cho xương phát triển theo bề ngang. Theo cái xương nó lớn ra theo bề ngang, một cái bề dài, cái bề ngang. Xương ở trẻ con có nhiều nước, nhiều mô liên kết cho nên rất là dễ gãy. Dễ gãy, nhưng mà cái dễ gãy của nó đó khi mà có lực tác dụng mạnh hơn, nhiều sức chịu đựng của nó thì xương nó gãy. Nhưng mà bù lại thì khi mà những cái lực nhẹ thì cái tính cách đàn hồi mềm dẻo thì nó lại chịu được. Đó là nó triệt tiêu được những cái lực. Cho nên chúng ta thường thấy có những cái đứa bé mà nó té thế thì không thấy gì cả thì người ta nói là mù bà đỡ, nhưng mà thật sự nó là do cái cấu trúc của xương của đứa bé nó có mềm dẻo. Xương gãy ở trẻ con thì mau liền hơn người lớn.
và cái xương gãy ở trẻ con có những cái tỷ lệ di lệch mà người ta chấp nhận được. Tôi ví dụ như là khi mà di lệch mà nó có chồng ngắn từ 1 phân đến 1 phân rưỡi thì có thể chấp nhận được. Một cái xương gãy mà nó di lệch sang bên thì có thể chấp nhận được. Và một cái xương gãy mà cái độ gập gốc nó khoảng 15 độ thì có thể chấp nhận được. Thành ra nhiều khi quý phụ huynh thấy con mình sau khi đi khám bệnh mà có những cái di lệch, thế thì không hài lòng. Nhưng mà đối với lại các thầy thuốc chuyên khoa thì người ta sẽ biết được cái độ chấp nhận được. Có nghĩa là sau một thời gian từ 6 tháng, 1 năm, 2 năm, xương của cháu nó sẽ trở lại bình thường giống như xương cũ, khác với người lớn ở cái mặt đó. Người lớn thì khi một cái gãy xương thì phải nắn làm sao cho chuẩn 100%. Còn trẻ con thì không cần phải nắn chuẩn. Cho nên điều trị ở trẻ con thì trong giới y khoa người ta gọi là điều trị thường thường đa số là bảo tồn. Bảo tồn có nghĩa là không mổ xẻ. Còn ở người lớn thì đa số những cái gãy xương thì thường thường là kèm theo vỡ nữa. Là phải phải phẫu thuật. Bác sĩ đã thăm khám thì rất là nhiều ở bệnh viện chấn thương chỉnh hình nhi của Thành phố Hồ Chí Minh, thì bác sĩ đánh giá như nào về cái số lượng các cái bệnh nhân nhi mà bị nhập viện do gãy xương nhiều không ạ? Ở các bệnh viện mà ở các khoa có chấn thương chỉnh hình, mà nhất là chấn thương chỉnh hình nhi như nhi đồng 1, nhi đồng 2 hay là khoa nhi của chấn thương chỉnh hình, thì cái lượng như quý vị biết là quá tải. Là quá tải. Mình nghe cái chữ quá tải thì có nghĩa rằng mình sẽ thấy rằng cái tỷ lệ chấn thương gãy xương ở trẻ con rất là nhiều. Cái gãy xương ở trẻ con nhất là ở những cái vùng khớp. Cái vùng khớp vì ở trẻ con nó có những cái nhân sinh xương, mà cái những cái nhân sinh xương đó nó là sụn, thì sụn sẽ không có X-quang sẽ không có thấy. Cho nên phải đi khám bác sĩ chuyên khoa. Chuyên khoa nhi người ta mới có thể đoán được cái tuổi của đứa bé, tuổi nào nó có X-quang có thể thấy, tuổi nào không thấy. Nhưng mà nhìn trên phim kinh nghiệm người ta có thể phát hiện được có gãy xương. Một cái khó nhất đối với lại người lớn, đặc biệt là các bậc phụ huynh khi mà con mình nó té ngã, nó bị gãy xương, đó là cái dấu hiệu như thế nào để có thể nhận biết được điều đó ạ? Một cái gãy xương thì cái đầu tiên là chúng ta thấy rằng là đứa bé đó nó đau. Mình sờ đi không là nó đau. Nó đau, cháu nó sẽ không có dám cử động, nó sưng cái vùng đó. Cái thứ hai, cái thứ ba nữa là chúng ta sẽ thấy những cái biến dạng của cái tay hay là ở chân. Thì khi mà mình nhìn như vậy thì mình phải có những cái kỹ thuật mình khám. Mình khám để một là cháu không sợ, không đau. Rồi mình sẽ chụp phim, những cái cận lâm sàng để mình chụp phim. Đối với lại trẻ con, đôi khi chụp phim nên không thấy, thì chúng ta phải kiểm tra một bằng cách là chúng ta chụp luôn cả cái phim bên lành để so sánh. Và có một cái câu mà gọi như giống như một cái câu thiệu để cho các bác sĩ thuộc về chỉnh hình nhi. Trẻ con không bao giờ bị trật khớp. Người lớn chỉ có trật khớp. Trẻ con không bao giờ bị trật khớp. Vì sao? Chỉ có gãy xương thôi. Những cái dấu hiệu mà trật khớp là những dấu hiệu gãy xương. Lý do là cái như hồi nãy tôi nói, sụn tăng trưởng của đứa bé, phim X quang không thấy, thì cái hình dạng của một cái hình dạng trật khớp thì nó biểu hiện là một cái gãy xương. Tôi ví dụ một cái gãy lồi cầu ngoài xương cánh tay, gãy đầu trên xương cánh tay, gãy cổ xương đùi của những đứa bé
sơ sinh, sau sanh, thì phim X-quang sẽ không thấy gì cả. Nhưng mà đối với lại bác sĩ chuyên khoa, người ta có thể chuẩn đoán được. Người ta có thể cho những cái kỹ thuật cao hơn, ví dụ như là chụp MRI, thì người ta sẽ phát hiện được cái này là bông sụn tiếp hợp, là gãy. Lý do tại sao gãy xương ở trẻ con nhỏ 3, 4, 5 tuổi, gãy xương mà không trật khớp? Lý do là cái bao khớp của đứa bé chắc hơn cái xương, cho nên khi mà một cái té ngã thì xương phải gãy trước. Còn ở người lớn thì khác. Người lớn á, thì xương nó chắc hơn cái bao khớp, cho nên là có trật khớp. Như vậy thì đấy, có thêm một cái mới nữa để chúng ta có thêm một cái thông tin mới để mà các phụ huynh có thể căn cứ dựa vào đó có cái nhận biết dấu hiệu, cái triệu chứng ban đầu, đó là trẻ thì nó không bị trật khớp bao giờ hết ạ, chỉ gãy xương thôi ạ. Chỉ có gãy xương thôi. Và người lớn thì khi mà chúng ta lớn lên thì chúng ta cái xương của chúng ta nó cứng hơn và lúc đó thì chúng ta bị trật khớp chứ lại không bị bị trật khớp nhiều hơn. Cho nên á, những cái mà những cái xương dùng khớp như khớp khuỷu, khớp gối, một khi mà sưng thì chúng ta đều phải chụp phim ra. Chúng ta phải tới thầy khám, thầy thuốc để người ta khám bệnh để chụp phim. Một cái gãy xương, chúng ta phải biết rằng á, những cái gãy xương thì những trên cái xương gãy, những cái máu xương, những cái lồi cầu của xương đều có cơ bám. Một khi mà gãy thì chính cái cơ đó nó sẽ kéo, nó di lệch. Nó sẽ di lệch. Thì chính trên những cái cận lâm sàng, X-quang, MRI, CT, người ta mới có thể phát hiện được di lệch. Thường thường tôi khám ở bệnh viện thì một số gia đình người ta cứ nghĩ rằng bong gân, một cái chấn thương bong gân dùng khớp. Dân gian hay dân gian hay bong khớp. Rồi thoa thuốc, đắp thuốc. Đến khi mà không hết mới đem vô thì mới phát hiện rằng cái xương gãy di lệch trễ. Cho nên những cái loại mà gãy xương, chấn thương, sưng khớp thì chúng ta nên đến thầy thuốc chuyên khoa khám. Đấy, các mẹ, các bố có con nhỏ, khi mà trẻ em nhà mình không may nó chơi, nó té ngã mà thấy nó sưng các cái khớp thì chúng ta phải đưa ngay đến các cái bác sĩ chuyên khoa để được thăm khám, bởi vì đấy là những cái dấu hiệu mà như thầy thuốc yếu tố Phan Văn Tiếp vừa chia sẻ, đó là những dấu hiệu của gãy xương. Cái gãy xương thì thường là nó ở gãy ở vị trí như thế nào để các bậc phụ huynh còn biết được là phải xử trí tại chỗ hay là chuyển đi ạ? Thường thường khi một cái chấn thương thì cái đầu tiên là cái sơ cứu. Có nghĩa là chúng ta phải làm cái nẹp. Tuyệt đối không, khi bị cháo, bị sưng hay là bị biến dạng một cái xương, biến dạng là một cái triệu chứng báo hiệu dường như là 100% có gãy xương. Sưng đau nó chỉ là một cái dấu hiệu báo hiệu gián tiếp thôi, nhưng mà chính cái sưng thì thầy thuốc sẽ chuẩn đoán dùm cho các bậc phụ huynh. Tay cháu bị biến dạng sao thì chúng ta sẽ làm cái nẹp. Nẹp có thể nẹp bằng cây, có thể nẹp bằng cạc tông, và chúng ta sẽ phải uống cho nó giống như cái di lệch, tránh tuyệt đối không được kéo giãn nắng trước khi đến bệnh viện. Tại vì chúng ta kéo giãn, chúng ta nắng, chúng ta không có biết được những cái di lệch trong đó nó như thế nào. Chính những cái động tác xoay nắng, chúng ta sẽ làm kẹt những cái mạch máu, kẹt những cái thần kinh, nó nằm, nó có thể xen kẽ trong đó thì nó sẽ có thể làm cho nặng hơn. Hình dạng chi nó như thế nào thì chúng ta sẽ giữ yên nó như vậy. Và nẹp để đem đến bệnh viện. Đấy, lại thêm một cái thông tin hết sức là bổ ích đối với lại các bậc phụ huynh. Nếu như không may con mình chơi, nó té ngã, nó có bị cong, nó bị vẹo các cái xương, các cái khớp, thì cái quan trọng nhất là chúng ta phải nẹp, nhưng mà không được tự ý là nắn cho nó thẳng. Những cái chỗ cong, cái chỗ khớp của trẻ, các cái xương của trẻ nó bị cong là làm cho thẳng là không có được, tuyệt đối không. Mà giữ nguyên như vậy đến chuyển rồi chuyển đến các cái cơ sở y tế. Bên cạnh đấy thì còn phải lưu ý những cái gì khi mà sơ cứu tại chỗ nữa không ạ? Tôi thấy là đối với lại một cái
một cái chấn thương thì mình sẽ đặt những cái nẹp như vậy, như thế là đủ. Nhưng mà chúng ta cần phải biết rằng một cái chấn thương gãy xương kín và một cái chấn thương gãy xương hở. Nếu là một cái gãy xương hở thì cái đầu tiên là chúng ta phải lấy những cái gạt, những cái gì sạch sẽ, vô trùng để lên vết thương. Tránh đắp thuốc. Dân gian thường hay đắp những cái hoặc là thoa dầu, hoặc là lấy những cái râu gì đó, mục đích là cầm máu. Thật sự thì nó không có tác dụng gì cả, mà nó làm nhiễm trùng, nó có thể làm cho nhiễm trùng sâu hơn. Những cái mà nhiễm trùng, nhất là nhiễm trùng về xương, một khi mà xương mà bị nhiễm trùng thì điều trị từ 10 năm cho đến 20 năm. Cho nên là khi mà bị những cái vết thương rồi, chảy máu thì chúng ta chỉ cần lấy gạt, bông gòn, vô trùng, sạch. Chúng ta có thể bây giờ bán nhiều ở nhà thuốc. Và chúng ta tì đè lại là cầm máu. Chứ không có phải rằng là những cái chất gì đó để đổ vô để cầm máu, không có. Chúng ta chỉ cần có gạt, tì đè thì nó sẽ tự cầm máu. Cái xương ở trẻ thì nó được chia ra là mấy loại không ạ? Gãy xương. Dạ vâng, gãy xương. Gãy xương ở trẻ con phân loại thì nó rất là nhiều loại. Vâng. Cái vấn đề về chuyên môn thì có lẽ là nhiều loại lắm. Dạ. Nhưng mà đứng về mặt phổ biến thì chúng ta có thể là phân loại theo gãy kín. Dạ. Phân loại theo gãy hở. Gãy hở tức là gãy mà cái xương nó có thể nó đâm ra, hay là một cái ngoại vật gì ở phía ngoài nó làm phần mềm bị hư, bị rách, bị dập, lan vô trong xương. Rồi một cái phân loại theo cái độ gãy xương, phân loại theo di lệch của xương, nó gọi là rất là nhiều độ phân loại. Mỗi một loại xương đều có một cái phân loại riêng. Nhưng mà chúng ta nên thường thường các bậc phụ huynh thì nên hiểu theo cái phân loại theo độ di lệch. Độ di lệch của xương. Theo độ di lệch của xương. Thường thường phụ huynh thường thắc mắc là con tôi di lệch nhiều, con tôi di lệch ít. Vâng. Thì sẵn đây tôi cũng muốn phổ biến cái loại mà những loại gãy đặc biệt của trẻ con mà người lớn không có. Dạ vâng. Chúng ta sẽ nói cái đó sau một chút ạ. Có một bạn khán thính giả của chương trình muốn được bác sĩ tư vấn, lại xin mời bạn Thi ở phường Vĩnh Hải ạ. Dạ vâng, em xin chào anh Minh Thảo cùng bác sĩ ạ. Dạ chào bạn. Dạ chào. Hiện tại thì em muốn có một câu hỏi bác sĩ như thế này. Thì hiện tại thì con của em á, có một đứa con nhỏ thì nó bị gãy tay và năm lúc nó 8 tuổi ạ. Tức là bây giờ hiện tại thì cái tay nó đã hoàn thành đã bớt rồi, nhưng mà vẫn còn ở tình trạng tay nó không được thẳng như lúc ban đầu bác sĩ. Không biết là mình có cách nào để mình để cho nó trở về vị trí ban đầu được không ạ? Dạ vâng. Xin cho hỏi anh là cháu gãy ở vùng nào anh? Ở cẳng tay hay dùng khuỷu? Dạ, ngay phần khuỷu tay ạ. Ở khuỷu tay phải không anh? Dạ, dạ. Như vậy là cháu bị tay cắn giá phải không? Dạ, đúng rồi ạ. Tay cắn giá thì thường thường á là người ta sẽ mổ chỉnh sửa lại. Dạ. Để chỉnh sửa lại, để cho cái khuỷu, cái tay của cái bên cắn giá đó cho nó giống như cái tay bên lành. Mà cái này thì các anh em bác sĩ chỉnh hình người ta làm rất nhiều. Dạ. Dạ vâng ạ. Nhưng mà em không biết là nó có về cái vị trí kiểu như là nó có, tại vì hiện tại bây giờ tay cháu nó hơi có vấn đề là hơi không được thẳng lắm so với phía trước, nó hơi nó bị cong cong, mà không biết là khi phẫu thuật thì nó có như lại ban đầu, có chính xác như ban đầu không ạ? Cái này thì chắc phải thăm khám thì lúc đó thì mới mới có thể giải thích cho anh được.
lúc thăm khám thì chúng tôi cũng sẽ chụp cái phim lại coi cái tổn thương mặt khớp nó như thế nào, cái tầm hoạt động của cái khuỷu của cháu ra sao. Rồi lúc đó thì chúng tôi mới sẽ tư vấn lại cho anh. Nhưng mà trên nguyên tắc là cái tay cán giá có thể chỉnh sửa hoàn toàn giống như cái tay bên lành. Dạ vâng. Dạ dạ. Dạ vâng. Như vậy thì bạn cũng nên đưa bé đến các cái bác sĩ chuyên khoa, đúng không? Chấn thương chỉnh hình nhi để được các bác sĩ thăm khám và tư vấn. Bạn muốn hỏi thêm gì nữa không? Dạ vâng, không ạ. Em chỉ hỏi vấn đề đó thôi. Em cảm ơn anh nhiều ạ. Rồi, cảm ơn bạn đã chia sẻ với chương trình. Cái trường hợp của bạn tôi cũng thấy có rất nhiều người lớn mà họ lớn rồi họ vẫn tay khuỳnh khuỳnh là do cũng giống như trường hợp bé như bạn vừa mới chia sẻ, phải không ạ? Dạ đúng rồi. Nếu như chúng ta không bổ lại, không chữa lại thì sau này lớn lên cái tay nó thì cái tay nó sẽ mất thẩm mỹ và nó cong nó xấu. Dạ vâng. Dạ. Anh nên biết đó là cái gãy gãy xương đó thì cái vùng chi trên chiếm khoảng 70%. Dạ. Cái vùng chân tức là chi dưới chiếm khoảng 30%. Dạ. Thì cái 70% của cái vùng chi trên thì cái vùng khuỷu là cái nơi mà chiếm cao nhất, tức là 40% rồi nó mới rải rác của những cái tổn thương khác. Cho nên khi một cái đứa bé mà té chống tay thì chỉ cần một sưng cái khuỷu thôi là tụi tôi cũng có thể chuẩn đoán là gãy trên hai loại cầu thì sẽ trúng được 70%. Nhưng mà gọi là đã chuẩn đoán rồi, không có phim, không có x-quang cận lâm sàng thì không thể điều trị. Điều này để nói rằng các bậc phụ huynh nên đưa con càng đến các bác sĩ chuyên khoa, tránh sưng khuỷu đi thầy thuốc nam, các thầy ở phía ngoài mà không có quy ước sẽ không thể nào biết cách để mà điều trị. Đấy, tránh tuyệt đối là chúng ta ở nhà rồi mần thuốc rồi bóp rượu hay là xoa dòng nóng là tuyệt đối không được, đúng không ạ? Tiếp tục với một cuộc gọi điện thoại nước của bạn Thanh ở Ninh Thuận ạ. Xin mời bạn Thanh ở Ninh Thuận. Tôi xin chào bác sĩ ạ. Vâng, chào bạn. Vâng, em có một đứa cháu trai hiện nay đang học lớp 1. Cháu rất là hiếu động và cháu rất là thích đá banh. Thì sau một thời gian tham gia hoạt động thì đá banh thì cháu bị một chấn thương và bị rạn xương. Nhưng mà cháu rất là hiếu động, gần như là không muốn nghỉ ngơi để mà phục hồi. Thì không biết là bác sĩ có cách nào để mà làm cho vết thương của cháu mau lành hơn, cũng như là giúp cháu mất hiếu động hơn hả? Dạ vâng, mất hiếu động hơn. Dạ vâng. Xin hỏi anh là cháu bị chấn thương ở cái vùng nào anh? Dạ, ở bắp chân đó. Chấn thương ở bắp chân á là cái bắp chấn thương phần mềm. Dạ. Không có quan trọng. Cái vấn đề cháu hiếu động, nhưng mà mình phải biết lựa chọn cái trò chơi. Dạ. Và khi mà cái trò chơi đó là mình phải có kiểm soát. Dạ. Là cái mình phải hướng dẫn cái trò chơi. Cái đó là một điểm. Cái điểm thứ hai, trò chơi thích hợp cho cháu mình có kiểm soát. Cái thứ ba nữa là cháu chơi trò chơi và các bạn đó phải đồng lứa với cháu. Chứ còn mình chơi cao hơn thì nó sẽ không có nghĩa hơn. Là mình không thể lẫn lộn được. Đây là cái người ta khuyên như vậy. Cho nên cháu hiếu động thì thích đá banh thì anh có thể hướng cho cháu đi bơi lội chẳng hạn. Đau cái chấn thương dùng cẳng chân chẳng qua nó là bắp thịt, là cơ, thì có nghĩa là cháu vì quá ham vui, cháu chơi quá sức chịu đựng của cái cơ, thành ra nó đau thôi. Thành ra bây giờ thì thay vì nó như vậy thì mình có thể là mình giảm cái thời gian chơi lại. Mình giảm thời gian chơi. Cái trái banh nó cũng phải nhỏ. Rồi cái chỗ sân chơi đó như là thì nó cũng phải có nhiều cỏ, nó không có đất đá hay là cái gì đó, có nghĩa là anh phải tổ chức một cái sân chơi phù hợp cho cháu. Còn nếu mà không nó không phù hợp thì mình phải tìm cái trò chơi khác.
Cảm ơn bác sĩ ạ. Thứ nhất là bé phải chơi với các bạn cùng lứa tuổi, cùng lứa tuổi là cùng cái thể lực, cùng cái sức nó, đúng không? Chơi với các anh lớn thì các anh lớn đá mạnh hơn, thì với lại nó phải hoạt động nhiều thì nó cũng chấn thương cái của bạn là con bạn là chấn thương cái phần bắp là phần mềm thì cũng không có sao, đúng không ạ? Cho đi bơi một thời gian là nó sẽ hồi phục. Tiếp tục với một câu hỏi nữa, xin mời bạn Huyền ở Đồng Nai ạ. Alo ạ. Chúng tôi nghe đây. Thưa bác sĩ, cho em hỏi, tại vì con của em nó bị gãy xương cánh tay. Gãy xương cánh tay hồi nó bị hồi nó được 5 tuổi ạ. Mà em đi xuống dưới bệnh viện Nhi Đồng Nai, em bó thì bác sĩ có nắn lại xong rồi bó lại. Mà bây hiện tại bây giờ được cháu bây giờ cháu đang được 7 tuổi rồi mà xương của cháu nó cong. Em hỏi bác sĩ liệu mai mốt xương của cháu có nó thẳng được như bình thường không hay là phải đi chỉnh hình lại ạ? Cháu là bị hồi 5 tuổi phải không chị? Dạ vâng ạ. Bây giờ cháu là 7 tuổi. 7 tuổi, được 2 năm rồi. Dạ đúng không? Vâng ạ. Thế thì như hồi nãy tôi có nói là xương mà cháu ở tuổi 5 tuổi thì nó có một cái độ như là chấp nhận được. Thì cái tôi không biết là cái độ di lệch đó là cỡ nào. Tại vì mình không có coi cái phim ảnh. Nhưng mà cái nốt, thưa bác sĩ, cái nốt mà bó xong rồi đi về tháo bột ra thì chụp phim lại thì cháu thấy chỉ vào được tầm khoảng 60%. Thế thì cái độ di lệch của nó đó, như hồi nãy tôi nói đó, cái độ di lệch nó có thể di lệch một thân xương ra ngoài. Nó có thể gặp gốc, một cái gốc khoảng 15 độ. Một cái nó có thể như là trồng một phân đó. Thế thì nhưng mà từ 5 tuổi đến 7 tuổi thì cháu vẫn còn có cái độ tự chỉnh, tự phục hồi. Thế thì bây giờ nếu xương cẳng tay thì nếu mà nó gặp gốc thì trên nguyên tắc là cái chỗ mà lõm, chỉ biết là cái xương nó lõm, cái chỗ nó lõm thì cái xương chỗ lõm đó nó sẽ mọc đầy lên. Nó sẽ đắp, nó mọc đầy lên. Nó sẽ đầy cái chỗ lõm. Xương đó phải thịt đó bạn. Dạ đúng. Rồi cái chỗ lồi đó xương nó sẽ tự quỷ từ từ. Rồi hai cái đầu xương của cháu nó sẽ dài ra. Khi mà hai cái đầu xương nó dài ra thì cái chỗ cong và cái chỗ đắp, cái chỗ quỷ nó sẽ làm cho cái xương thẳng lại. Đó là cái cơ chế tự điều chỉnh của trẻ con. Thành ra nếu mà 7 tuổi tức là cháu nó còn phát triển nữa, còn lớn nữa, còn tự điều chỉnh nữa thì theo tôi nghĩ rằng nó có thể còn sẽ tự điều chỉnh đường tiếp tục. Nhưng mà để cho chị an tâm hơn thì tôi đề nghị là chị nên đi khám ở thành phố đi, rồi nghe các bác sĩ đó người ta chụp phim chụp ảnh gì đó thì người ta sẽ có thể tư vấn thêm cho chị. Chị bé nó cong ở khoảng bao nhiêu độ, chị có ước lượng được không? Cong khoảng bao nhiêu độ? Nó chỉ 10 độ, 15 em độ, cũng 20 độ không? Tất tầm cỡ vâng, tất tầm cỡ 10 15 độ trở lại thôi ạ. 10 15 độ thì cháu nó sẽ tự chỉnh hết. Cho phép. Cho phép hết. Tự chỉnh hả? Dạ vâng. Em cũng sợ là em đang tính đưa bé đi bệnh viện trên coi sao. Nhân tiện hôm nay có chương trình này có bác sĩ tư vấn kia em hỏi luôn nữa. Thôi để cho yên tâm chị ạ. Ở Đồng Nai thì chị có thể cho bé vô thành phố Hồ Chí Minh ha. Và đến các cái bác sĩ chuyên khoa, các cái cơ sở chuyên khoa về chấn thương chỉnh hình nhi thì các bác sĩ sẽ thăm khám và sẽ có cái tư vấn nó cụ thể hơn chị ạ, cho nó yên tâm. Chị muốn hỏi thêm gì chương trình nữa không? Thôi em cảm ơn bác sĩ, cảm ơn chương trình. Một cái cũng rất là băn khoăn của các bậc phụ huynh mà nãy giờ tôi thấy các phụ huynh cũng có chia sẻ đó là cái di chứng của chấn thương như thế nào ạ? Bác sĩ có thể trả lời nhanh. Cái di chứng của ở xương gãy. Bù lại đó, những cái tự chấp nhận được. Thì ở trẻ con nó cũng có những cái di chứng của nó. Cái di chứng của nó thứ nhất là nếu mà ở những cái vùng khớp mà điều trị sai quy cách sẽ bị cứng khớp. Còn một cái câu thiệu thứ hai của trẻ con là trẻ con không bao giờ bị cứng khớp. Là trẻ con, người lớn bị cứng khớp, trẻ con không cứng khớp. Chúng ta có thể bó bột 1 tháng 2 tháng
nó chỉ có đơ 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 thôi, khi bỏ bột ra từ từ cháu nó sẽ cử động lại, nó lại vận động lại này. Lại dần động lại. Còn người lớn là phải tập vật lý trị liệu. Yeah. Trẻ con không cần phải tập vật lý trị liệu. Yeah. Tại vì nhờ trẻ nó hiếu động và nó không có cứng khớp. Nhưng điều trị sai sẽ bị cứng khớp. À. Đó. Yeah. Một cái câu thiệu thứ ba, trẻ con không bao giờ bị khớp giả. Có khớp, nghĩa là gãy cỡ nào, biến dạng cỡ nào, cong cỡ nào đều liền tốt. Ừ. À. Cho nên á, mình phải nắng tốt thì cái xương nó sẽ tốt. Yeah. Và chức năng của nó tốt. Nếu mình nắng xấu, mình điều trị sai, yeah, xương vẫn liền. Yeah. Nhưng bù lại sẽ mất thẩm mỹ. Vâng. Chức năng không có. Yeah. Chức năng bị giảm. Yeah. À. Đó là không bao giờ bị khớp giả, không bao giờ bị cứng khớp. Vậy thì cái biến chứng của nó cứng khớp. Yeah. Khớp giả. Yeah. À, biến dạng chi. Yeah. Nếu mà những tổn thương ở những cái vùng gối, vâng, tức là những cái nơi mà có sụn tăng trưởng, thì ở trẻ con nó có một cái loại gọi là gãy xương ở sụn tăng trưởng. Yeah. Thì khi mà gãy xương ở sụn tăng trưởng thì nó có thể làm cho ngắn chi. Yeah. Hoặc là nó sẽ làm cho cái chân đó bị lệch trục. Lệch trục. Yeah. À, một bên á, thì tổn thương sụn tăng trưởng thì nó dính lại, còn một bên kia nó phát triển thì nó làm cho cái chân hoặc là cái tay càng ngày càng lệch đi. Yeah, yeah. Có nghĩa là lệch trục, ngắn chi. Nhưng mà đôi khi nếu mà bởi vì nó có một cái điểm là nếu mà chúng ta ở những cái xương đùi 4-5 tuổi, nếu chúng ta nắng 100%, đôi khi cái chân bên đó sẽ dài hơn cái chân bên lành. Lại còn thêm có một cái nữa. À, thành ra 4-5 tuổi nếu mà chúng ta phải mở ra, chúng ta phải mổ, chúng ta thấy dư lệch chúng ta mổ. Coi chừng cái chân bên này sẽ dài hơn chân bên kia. Dạ vâng, là lên đất chúng ta đi nó đó, dạ vâng, chân dài chân ngắn. Dạ vâng, như vậy là cũng có rất là nhiều những cái biến chứng nếu như mà không được chữa trị đúng phương pháp. Đúng phương pháp. Chữa trị đúng, dạ, hoàn chỉnh lại. À, thật tiếc là thưa quý vị, các bạn bây giờ thì cũng hết 30 phút dành cho buổi tư vấn của chúng tôi hôm nay về câu chuyện là gãy xương ở trẻ. Và cũng các cái thông tin mà thầy thuốc ưu tú Phan Văn Thiếp, nguyên là trưởng khoa nhi của Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nhi Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp cho quý vị và các bạn hôm nay thì cũng thêm những cái thông tin để cho chúng ta biết được cách xử trí nếu như không may con mình bị té bị ngã, và có được các cái phương pháp, các cái kỹ năng để mà chăm sóc nếu như con mình nó có bị té bị ngã và phải bị gãy xương chẳng hạn. Thì một lần nữa thay mặt chương trình xin được cảm ơn thầy thuốc Phan Văn Thiếp với những cái thông tin hết sức bổ ích hôm nay ạ. Xin kính chào quý vị, xin kính chào anh Minh Đạo. Dạ vâng, thưa quý vị và các bạn, theo yêu cầu của rất nhiều các bạn khán thính giả của chương trình trò chuyện cùng bác sĩ Đài Phát thanh Truyền hình Khánh Hòa, vào 10 giờ sáng thứ bảy tuần sau thì chúng tôi sẽ tư vấn cho quý vị và các bạn về chủ đề mà các bạn yêu cầu, đó là về câu chuyện hiếm muộn. Đây cũng là một chủ đề cũng khá là thú vị trong xã hội hiện nay. Vì vậy mà quý vị và các bạn có thể gửi các câu hỏi của mình ngay từ bây giờ về cho chương trình thông qua địa chỉ email là trò chuyện cùng bác sĩ@gmail.com. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.